Trân trọng tại hôn sự cưới của trung tâm tiệc cưới Hoàng Thành của chúng tôi. Và đến giờ phút này, thay mặt cho ban tổ chức và gia đình, chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể các vị khách quý, quan khách của hai gia đình. Một lần nữa chúng ta tiếp tục di chuyển vào bên trong hôn sự cưới và lựa chọn cho mình những vị trí đẹp nhất trong hôn sự cưới ngày hôm nay để dự tiệc ẩm thực và chúc mừng cho lễ thành hôn của chú rể anh Trường sánh duyên cùng với cô dâu Khánh Linh. Trân trọng kính mời quý vị một lần nữa. Kính thưa toàn thể hôn kính mến, theo quan sát của ban tổ chức thì có rất nhiều các vị khách quý, còn khách của hai gia đình đang tập trung rất đông ở phía ngoài cửa cùng hoa, phía đại sảnh dự tiệc trà. Thay mặt cho ban tổ chức và hai bên gia đình, đặc biệt trung tâm tiệc cưới Hoàng Thành, chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy tiếp tục di chuyển vào bên trong hôn trường cưới và lựa chọn cho mình những vị trí đẹp nhất trong hôn trường cưới ngày hôm nay để dự tiệc ẩm thực và chúc mừng cho lễ thành hôn của cô dâu và chú rể anh Trường và Khánh Linh. Và trước khi vào nghi thức quan trọng trong lễ thành hôn trọng đại hôm nay, xin mời quý vị cùng chào đón tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Hạnh và những ca khúc tuyệt vời nhất. Xin mời quý vị cùng đón nghe và thưởng thức. Khi nào chỉ cần đứng tới anh cứ ca em mong anh chỉ đâu xa cùng anh trong tay khắp thế giới là nhà cùng nhau tan qua và cất giữ đất trời cùng nhau chung đây vì em đã có anh xuống đây. Thank you.
với một ca khúc mang tên Đón Xuân Tuyệt Vời. Chào mừng quý vị. Của nữ ca sĩ Mỹ Hạnh đã gửi tới và chúc mừng cho lễ thành hôn của chú rể Anh Trường sánh duyên cùng với cô dâu Khánh Linh của chúng ta. Kính thưa quý vị, thay mặt cho ban tổ chức và 20 gia đình, đặc biệt trung tâm tiệc cưới Hoàng Thành, nơi khởi nguồn của tình yêu hạnh phúc đứa đôi, đến giờ phút này trân trọng kính mời toàn thể các vị khách quý, quan khách của hai gia đình một lần nữa chúng ta tiếp tục di chuyển vào bên trong hôn trường cưới và lựa chọn cho mình những vị trí đẹp nhất trong hôn trường cưới ngày hôm nay để dự tiệc ẩm thực và chúc mừng cho lễ thành hôn của cô dâu và chú rể Anh Trường và Khánh Linh. Quay trở lại chương trình ca nhạc ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng quay trở lại với tiếng hát phần trình diễn của nữ ca sĩ Mạc Hương. Xin mời quý vị cùng đón nghe và thưởng thức. Lời đầu tiên chúc mừng quý dân gửi tới quý vị lời chào, lời chúc sức khỏe, chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc và chúc cho tất cả quý vị ngày hôm nay đón
một buổi tiệc thật vui vẻ. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị hãy cùng đến với một ca khúc. Bài hát được mang tên Cần Một Ai Đó Xin Được Đón Nghe. Cần một ai đó đến, cần một ai đó đến để mình quên hết đi. Nào cùng đồng ý lên, nào cùng đồng ý lên thì mình hét lên. Oh, sao mai như phút chốc thăng hoa đêm nay chỉ còn lại chúng ta. Bước đến xa hết lúc đất bao nhiêu chuyện cùng nhau xót xa. Chỉ là gì bạn, chỉ là gì bạn mà cô đi. Chỉ là gì bạn, chỉ là gì bạn mà cô.
Kính thưa quý vị, thay mặt cho ban tổ chức trung tâm tiệc cưới Hoàng Thành, chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể các vị khách quý, đoàn khách của hai gia đình hãy di chuyển vào bên trong hôn trường cưới và lựa chọn cho mình những vị trí đẹp nhất trong hôn trường cưới ngày hôm nay để dự tiệc ẩm thực và chúc mừng cho lễ thành hôn của cô dâu và chú rể, anh Trường và Khánh Đinh. Trân trọng kính mời quý vị cùng đón đưa. Kính thưa quý vị, kính thưa toàn thể hôn kính mến, trăm hoa đẹp nhất hoa hồng, đời người đẹp nhất là ngày thành hôn, trăm năm trong cõi người ta, đúng giờ đúng khắc mới là đẹp đôi. Và kính thưa quý vị, như vậy là giờ phút đẹp nhất, giờ phút hạnh phúc đã tới. Cho phép Hoàng Thành thay mặt cho ban tổ chức và hai bên gia đình, đặc biệt trung tâm tiệc cưới Hoàng Thành, đến giờ phút này, trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy cùng hướng mắt về phía cuối khán phòng, cánh cửa tân hôn trường cưới để chứng kiến sự hiện diện của đôi uyên ương đẹp nhất trong hôn trường cưới ngày hôm nay, đó là anh Trường và Khánh Linh. Và chúng ta hãy cùng dành tặng lên những tràng pháo tặng lửa thật lâm nhiệt nữa để chào đón đôi uyên Khánh Trường và Khánh Linh ngày hôm nay. Đang tiếng đài sân khấu của trung tâm tiệc cưới Hoàng Thành là đôi uyên ương Khánh Trường và Khánh Linh, đẹp đôi vừa lứa lại càng thắm duyên, mắt huyền tóc bồng mảnh mây. Em xin thiên duyên của hoa hậu đó là cô dâu Khánh Linh, rất đẹp trai tài giỏi trưởng thành trong trang phục chỉnh tề, đó là chú rể anh Trường của chúng ta. Tiếp theo sau là phái đoàn của gia đình họ nhà trai nhà gái gồm có cha mẹ thân sinh ra chú rể anh Trường, mẹ của cô dâu Khánh Linh và bác của cô dâu Khánh Linh. Các bác trong trang phục chỉnh tề đẹp mắt, tâm trạng vui tươi và phấn khởi đang đến điểm danh dự nhất đại sân khấu trung tâm tiệc cưới Hoàng Thành để chính thức ra mắt và chào đón toàn thể quý vị ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, cùng đứng bước hai gia đình lên sân khấu là đội hình lễ tân của trung tâm tiệc cưới Hoàng Thành của chúng tôi. Kính thưa quý vị, kính thưa toàn thể hôn kính mến, một lần nữa chúng ta hãy cùng hướng mắt lên điểm danh dự nhất đại sân khấu trung tâm tiệc cưới Hoàng Thành và cùng dành tặng lên những tràng pháo vỗ tay thật lớn thật lâm nhiệt nữa để chào đón sự diện đầy đủ của gia đình ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Lần đầu tiên cho phép Hoàng Thành thay mặt cho ban tổ chức và hai bên gia đình, đặc biệt trung tâm tiệc cưới Hoàng Thành, xin lòng nhiệt hân hoan chào đón toàn thể các vị thân quý khách cùng toàn thể các quý cụ quý ông quý bà, cô dì chú bác anh chị và các bạn. Hôm nay đã không quản ngại đường xá xa xôi, công việc bận rộn về đây dự tiệc cưới và chúc mừng chúc phúc cho hạnh phúc trăm năm của cô dâu và chú rể. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức và hai bên gia đình, đặc biệt trung tâm tiệc cưới Hoàng Thành, xin được trân trọng kính gửi toàn thể quý vị hiện diện trong buổi chiều tối ngày hôm nay lời kính sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc toàn thể quý vị bước sang một năm mới, một mùa xuân mới, sức khỏe, gia đình an khang thịnh vượng, hạnh phúc và thành công. Kính thưa quý vị, kính thưa toàn thể hôn kính mến, tình yêu là điều kỳ diệu của cuộc sống mà Thượng Đế đã ban tặng cho loài người của chúng ta, và chưa có đường đi tìm kiếm tình yêu và hạnh phúc
trái tim của chủ đề anh Trường và cô dâu Khánh Linh, hai người đã gặp gỡ, quen biết rồi đến yêu nhau. Và cho đến ngày hôm nay đây, trái tim của cô dâu và chú rể anh Trường và Khánh Linh, hai người đã cảm nhận được rằng trong mỗi hơi thở, trong mỗi phút giây thì không thể thiếu được ấm vào bờ vai yêu đương. Hôm nay xin vọng chúc mai tình chung một khắc nhẹ nhàng trăm năm. Hôm nay thuyền đá sang sông, chất tàu cập bến, vui lòng mẹ cha. Và trong giờ phút trận này, lần nữa cho phép Hoàng Thành thay mặt cho ban tổ chức và hai bên gia đình, đặc biệt trung tâm tiệc cưới Hoàng Thành, đến giờ phút này xin được trịnh trọng tuyên bố lễ thành hôn trọng đại của đôi uyên ương anh Trường và Khánh Linh. Khánh Linh, anh Trường, giờ đây xin được chính thức. Trong buổi lễ thành hôn trọng đại hôm nay, trân trọng kính mời chú rể anh Trường và cô dâu Khánh Linh sẽ di chuyển đến đầu cầu nguyên đường hạnh phúc và tay trong tay trao cho nhau vòng lễ cưới tuyên đường nhất. Trân trọng kính mời. Cô dâu và chú rể anh Trường và Khánh Linh đang di chuyển đến đầu cầu nguyên hạnh phúc để tay trong tay trao cho nhau vòng lễ cưới tuyên đường nhất. Nhất này đã được trở cầu, nhất này để anh Trường và Khánh Linh bên nhau đến trong cuộc đời, nhất này gắn bó trọn đời, thủy chung son sắt trọn đời anh Trường và Khánh Linh sắp mãi mãi ở bên nhau. Kính thưa quý vị, đôi vòng nhẫn cưới thiêng liêng là vòng tròn bảo vệ cho tình yêu hạnh phúc, từ đó sinh ra tình yêu bền chặt từ chính sự vĩnh hằng. Và kể từ ngày hôm nay đây, anh Trường và Khánh Linh của chúng ta sẽ đi chung trên một con đường. Con đường đó được xây đắp bằng tình yêu và hạnh phúc. Thay mặt cho ban tổ chức và hai gia đình, đặc biệt trung tâm được lễ hoàn thành, chúc cho đôi nương anh Trường và Khánh Linh của chúng ta trăm năm hạnh phúc, trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phù thề. Và ngay sau đây, trân trọng kính mời cô dâu và chú rể anh Trường và Khánh Linh sẽ di chuyển đến bàn bánh gato rất đẹp trước mắt ở bên tay trái của đài sân khấu để chính thức cắt bánh gato hạnh phúc trong ngày vui trọng đại. Xin trân trọng kính mời. Chúng ta sẽ chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân gia đình và họ sẽ cùng chia ngọt, sẻ vui trong suốt cuộc đời của mình. Nghi thức bánh gato cũng tượng trưng cho gì ngọt ngào nhất, thủy chung nhất và son sắc nhất. Xin cảm ơn rất nhiều. Kính thưa quý vị, kính thưa toàn thể hôn kính mến, lần ngoài nhờ có tiếng pháo nổ, buổi tiệc vui không thể thiếu sự sức mạnh. Và nghi thức quan trọng tiếp theo trong buổi lễ thành hôn trọng đại hôm nay, trân trọng kính mời đôi nương anh Trường và Khánh Linh của chúng ta sẽ di chuyển đến bàn thắp rượu rất đẹp trước mắt ở tay phải của đài sân khấu trung tâm tiệc cưới Hoàng Thành để chính thức khai tiệc rượu ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Triển điểm danh dự nhất đại sân khấu trung tâm tiệc cưới Hoàng Thành, đôi nương anh Trường và Khánh Linh đang hạnh phúc tay trong tay, rót đi rượu sân banh mỏng nào hạnh phúc nhân thắp ly, dòng rượu sân banh đỏ tắm, hòa quyện với những làn khói trắng như tô điểm thêm chuẩn phúc trăm năm của anh Trường và Khánh Linh. Đúng là tình anh đức dâng cao, tình em như dải luồn đảo thiết tha, và một ngày thật thơ thật đẹp như con sóng hiền hòa vỗ bờ vắt trắng đều phẳng lặng. Tình yêu của anh Trường và Khánh Linh sẽ cho ra đời một nam đức tử, một nữ đoan trang. Rất
thật tuyệt vời. Cô dâu và chú rể vẫn đang tiếp tục các tiên diệu hạnh phúc lên xứ Tháp Diệu. Tháp Diệu sân bay đỏ thắm hòa quyện với nàng gái trắng thiên tô điềm, đêm trận phúc trăm năm của anh Triều và cánh tinh của chúng ta. Trước sự chứng kiến đông đủ của tất cả quan khách hai gia đình ngày hôm nay. Và ngay sau đây, xin mời cô dâu và chú rể sẽ quay trở lại sân khấu trung tâm. Vâng, để thực hiện nghĩa cử cao đẹp đến các bậc sinh thành. Kính thưa quý vị, kính thưa toàn thể hội kính mến. Đi khắp thế gian không có tất bằng mẹ, và gánh nặng cuộc đời không ai cổ bằng cha, đền đáp công ơn hay bậc mẹ cha. Giờ phút này là phút mà anh Trường và Khánh Linh có thể bày tỏ được tấm lòng hiếu thảo của người con đối với cha mẹ. Và trước tiên, chúng tôi trân trọng kính mời chú rể anh Trường sẽ hai tay lễ phép dâng rượu tạ ơn mẹ và bác của cô dâu Khánh Linh, người sinh thành nuôi dưỡng Khánh Linh rất dịu dàng, duyên dáng như ngày hôm nay, và là người dâu hiền, dâu thảo, dâu văn của hai gia đình kể từ ngày hôm nay đây. Vâng, rất là tuyệt vời những nghĩa cử cao đẹp trong văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và ngay sau đây, trân trọng kính mời cô dâu Khánh Linh sẽ dâng rượu tạ ơn thân phụ và thân mẫu của chú rể anh Trường, người sinh thành đưa dưỡng anh Trường rất đẹp trai, tài giỏi, trưởng thành như ngày hôm nay, và là người dễ hiền, dễ thảo, dễ ngoan của hai gia đình kể từ ngày hôm nay và từ giờ phút này. Rất là tuyệt vời. Và cô dâu và chú rể sở hữu rượu tình yêu của mình. Kính thưa quý vị, dưới bàn tiệc của tất cả quý vị cũng có những ly bia rượu nước ngọt hạnh phúc trong những ngày chuẩn bị đón chào một năm mới, một mùa xuân mới. Bằng tình cảm lòng nhiệt của tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng đau đầy đi ạ. Và chuẩn bị bắt nhìn thật là trước để chúc mừng được không quý vị ơi? Vâng, và ngay sau đây trân trọng kính mời các bác công gia của chúng ta hãy tiến lại gần cô dâu và chú rể, đại gia đình sẽ cùng cùng ly rượu hạnh phúc nhất ạ. Xin mời. Kính thưa quý vị, chúng ta hãy chuẩn bị đi được không ạ? Chúng ta đau này ạ. 1, 2, 3, rô và 2, 3 chúc hạnh phúc ạ. Xin mời quý vị nâng cao đi được không quý vị ơi? 1, 2, 3, rô hey ba, hey ba, chúc mừng hạnh phúc rất tuyệt vời. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ tiến một bước đại điểm danh dự và đan tay nhau sau môi ly rượu sơn mạnh hạnh phúc nhất cho cuộc đời của mình. Xin mời. Vậy là ước mơ sẽ lại thành hiện thực, một nhà sư phạm trúc mai, gia đình sâu nghĩa lại càng tình sâu. Anh Trường Khánh Linh liên nghĩa vợ chồng, thất ý vừa lòng, đẹp ý mẹ cha, đôi bên tám họ bảy nhà, hưng cho hai bạn văn mà trăm năm. Và trong giờ phút cho ngày này, chúng tôi trân trọng kính mời trường đoàn đại biểu của hai gia đình là bác Việt, bác của chú rể anh Trường, có lời phát biểu cảm ơn quan khách. Trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa toàn thể quý khách, tôi là bác của cháu anh Trường, thay mặt cho hai gia đình xin gửi lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn với sự hiện diện của toàn thể các quý khách có mặt ngày hôm nay. Qua thời gian tìm hiểu của hai cháu anh Trường và Khánh Linh, các cháu đã yêu nhau và nguyện vọng trở thành chồng thành vợ, đã được gia đình ông Lợi và bà Hiền đã công nhận cháu Khánh Linh là con, là dâu, là một thành viên trong dòng họ Nguyễn. Và gia đình ông Lâm và bà Xoan cũng đã công nhận cháu anh Trường là rể, là con, là một thành viên trong họ Trương. Hôm nay hai gia đình tổ chức buổi lễ thành hôn và có tiệc rượu, sự hiện diện của các quý vị có mặt hôm nay là một niềm vinh hạnh lớn cho hai gia đình ông Lợi và bà Xoan. Chúng tôi không biết nói gì hơn, thay mặt cho hai gia đình
xin kính chúc mọi người có một sức khỏe, đoàn kết và hạnh phúc. Xin được trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn những lời phát biểu rất là tuyệt vời, rất ngắn gọn, đầy đủ ý nghĩa và rất chân thành của trưởng đại biểu hai gia đình đã gửi tới quý vị và chúc mừng cho hạnh phúc trăm năm của anh Trường và Khánh Linh. Chúc các bước sang một năm mới cùng gia đình an khang thịnh vượng, hạnh phúc và thành công. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây trân trọng kính mời cô dâu và chú rể cũng như các bác thông gia của hai gia đình của chúng ta sẽ lượm ly rượu hạnh phúc này và di chuyển đến các bàn tiệc để cảm ơn quan khách. Trân trọng kính mời. Kính mến, âm nhạc của Hoàng Vũ Giang Bao La rộng lớn với cung bậc thật là tuyệt vời của nó thật làm cho nhiều con tim xích lại gần nhau và đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho mọi người. Và trong rất thành hôn trọng đại của cô dâu và chú rể anh Trường và Khánh Linh, không thể thiếu chương trình ca nhạc đặc sắc để chúc mừng. Và nối tiếp, xin mời quý vị cùng quay trở lại với tiếng hát của nữ ca sĩ Lê Hạnh và những khúc tuyệt vời nhất. Xin mời quý vị đón nghe và thưởng thức. Tiếp tục những giai điệu âm nhạc để chúc mừng hạnh phúc của đôi bạn trẻ trong buổi tối hôm nay. Xin chào mừng quý vị với nhạc phẩm tên Anh Là Ngoại Lệ và em chào mừng quý vị. Chung chung ôm của anh, giấc mơ là đang.
đâu. Em muốn yêu anh đậm sâu. Em đã thương anh từ lâu. Em muốn yêu anh dài lâu. Xin cảm ơn tiếng hát của nữ ca sĩ Nguyễn Hạnh đã gửi tới và chúc mừng cho lễ thành hôn của cô dâu và chú rể. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng quay trở lại với tiếng hát của nữ ca sĩ Linda Bùi và những khúc tuyệt vời nhất. Xin quý vị đón nghe và thưởng thức. Let's go.
để cùng dự hạnh phúc của đoàn trẻ. Và đặc biệt là tất cả chúng ta ai yêu thích âm nhạc, ai yêu thích những vũ điệu sôi động thì một lần nữa lại lên sân khấu để cùng quẩy với Ngọc Hương. Một lần nữa xin thay cả một khi rất nhiều. Các chị cắt tóc em ngoài kia, em xin tự giới thiệu, em là Thợ Cắt Tóc.
mà bản thân em rất thích ca hát trên sân khấu, dù hát không hay mình hay hát. Có một người bạn em ở kia, bây giờ ông đi hát, ông phải giới thiệu ông làm cái gì. Và ông quảng cáo ra cho cả tôi nữa, là tôi làm nghề lái taxi, rồi sửa chữa điện nước, điện lạnh thì ông phải quảng cáo hết, có nhu cầu gì ra gặp ông, tôi là ông triển khai công việc là ông phải báo cho tôi biết. Đấy, tôi đã nói trước cho các bác biết rồi nhé, bây giờ tất cả liên hệ công việc thì cứ qua em là em điều hành bạn em đi làm. Bác nhá, tôi không dài dòng nữa thì lời đầu tiên em xin chúc cho quan viên hai họ, lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất, chúc tất cả các bác thành công, hạnh phúc trong công việc, chúc cho hai con trăm năm hạnh phúc, mọi điều may mắn nhất đến cho hai con. Vâng, bạn ơi, cho tớ vào việc luôn. Cho hôm nay em xin hát tặng cho hai con một bài hát đầu tiên em dành cho hai cháu. Đi đâu cũng nghe cái bài hát gọi là Cắt đôi lưỡi sầu, mà lời của bài hát đấy không thể đưa vào lời cuối được. Ngày hôm nay trên sân khấu Hoàng Thành này em sẽ hát tặng cho quý vị và các cháu các bạn nghe một bài hát chế của em thành lời đám cưới mới đặc biệt chứ. Bởi vì bản thân em rất thích chế tạo mọi cái xe máy hay xe cộ gì, cả bài hát em chế được. Vâng, bạn ơi, cho tớ vào việc luôn. À, từ anh ơi, quên, cái là cuối cùng. Trước khi mọi người nghe nhạc, mọi người hãy lưng đi rượu thật to để em có quảng cáo anh nhỉ. Em ơi, từ bắt nhịp nhạc đó. Anh lại ơi, anh em ơi, alo, cầm ly rượu nhá, em quảng cáo nhá. Anh em ơi, cho em đeo kính cho con ngầu bác nhá. Quan viên hay họ cho em hỏi anh em đâu rồi, em đã luôn say lắm rồi mặt em hoa đau trong mắt, em đi bắt cá chân tay em đang run đê lầy, em hát cùng cả chúc mừng cho từng nam thân là anh không. Anh ơi em muốn mất tôi lại không say là không về, muốn mọi người biết rằng em là hoàng anh gia lai, em không thể hát trong tay không có một chén rượu, nếu uống vào thật nhiều em sẽ quên những thứ điên, em sẽ lắc lắc xuyên đêm, em tôi cố gắng muốn cho say nhưng em biết khi say nhưng em vẫn tỉnh, quả nhiên tôi yêu cho say cầm lên ly chén rượu để xin chúc phúc cho đôi tân lang anh em ơi. Mọi người thấy em chế được không ạ? Chế chẳng có cái gì thôi. Quan viên hay hỏi cho em hỏi anh ngày anh đâu rồi, em đã uốn say lắm rồi mặt em hoa đau đỏ sầu, em đi bắt gặp chân tay em đang run đây này, em hát cùng ca chúc mừng cho tân lang thật là anh không. Anh ơi em muốn mất tôi lấy cùng say làm không về, muốn mọi người biết rằng là hoàng anh gia lai, em không thể hát nữa trong tay cũng còn một chén, nếu uống vào thật nhiều em sẽ quên những điều.
bây giờ sau đây là cùng với thế hệ trước đấy, em xin gửi tặng bác bài hát Dư Mai Hót, Dư Mai Sun, bài hát đề bài tiếng Anh của thời đại trước mà tất cả các bác có tuổi rất thích là nghe bài hát này. Các bác có đồng ý em hát bài này không ạ? Vâng ạ, em hát tặng cho các bác nhé. Thế hệ trẻ bây giờ thì hát bài Các Cô Gái Sầu, bây giờ các bác thì nghe bài Dư Mai Hót, Dư Mai Sun của ban nhạc Mò Thóc Kinh ngày xưa, vâng ạ. Luôn phát triển và bay cao bay xa nữa. Kính thưa quý vị và liên tục chương trình của nhà chúc mừng, xin mời quý vị cùng chào đón tiếng hát của ca sĩ Tuyết Lan đến đoàn ca múa họ Nhà Trai. Xin trọng kính mời. Sau ca sĩ Tuyết Lan là ca sĩ Minh Phượng, sau ca sĩ Minh Phượng là ca sĩ Hồng Trâm. Mời trân trọng kính mời và chào đón tiếng hát của ca sĩ Tuyết Lan. Thưa quý vị thân mến, chúng ta hãy cùng dành tặng và tạm ứng cho ca sĩ Tuyết Lan của chúng ta thêm một tràng pháo tay lớn, thật lớn nhất được không quý vị ơi? Xin mời ca sĩ Tuyết Lan.
Đề nghị ca sĩ Tuyết Anh khẩn trương lên sân khấu, còn rất nhiều các ca sĩ ở phía sau muốn hát tặng cho cô dâu và chú rể rất nhiều những món quà tinh thần được trao tặng cho cô dâu và chú rể trong ngày vui trọng đại hôm nay với những tiếng hát của các ca sĩ. Xin mời chị. Thank you.
xin được cảm ơn tiếng hát của nữ ca sĩ Tuyết Nga đã gửi tới và chúc mừng trận phúc trận năm của cô dâu và chú rể. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng chào đón tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Trang. Trân trọng kính mời. Xin được trân trọng kính mời tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Trang đến từ đoàn ca múa họ Nhà Trai sẽ dành tặng cho cô dâu và chú rể một món quà bằng tinh thần đó lời ca tiếng hát tuyệt vời nhất. Trân trọng kính mời tiếng hát của Hồng Trang. Vâng, Hồng Trang đang ngồi ở đâu ạ? Vâng, có đang là Hồng Trang đang tập trung vào chuyên môn cao độ. Vâng, và ngay sau đây thì xin mời quý vị cùng dành tặng cho Hồng Trang thêm một trận đấu để tặng một chiếc đồng các bạn. Xin mời. Vâng, xin được thông báo tới các thiên thần nhỏ của gia đình ở trên sân khấu rất nhiều thiết bị điện như là các con các bậc phụ huynh cho các con đi xuống nhưng mà rất là nguy hiểm và rất nhiều thiết bị điện nó hỏng rất là nguy hiểm. Và bây giờ thì chương trình ca nhạc sẽ được bắt đầu và trở lại với quý vị và tiếng hát của ca sĩ Hồng Sa, một nhạc phẩm rất nổi tiếng, Một Đêm Say của Thịnh Suy. Em
Xin cảm ơn tiếng hát của ca sĩ Hồng Trang xinh đẹp đến từ đàn ca múa và nhà trai rất nhiều. Vâng, chúc Hồng Trang luôn luôn có sức khỏe, bước sang năm mới gia đình an khang thịnh vượng, hạnh phúc và thành công. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây theo yêu cầu của gia đình thì chúng ta sẽ đi đến những bản hòa tấu ngọt ngào truyền cảm và sơ lắng để tiếp tục dự định ẩm thực.